Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Sáng này thì Khánh có đi công chuyện ở bên thành phố Bến Tre, thì cái Khánh ghé vô bên chợ Phường 7 thì Khánh có mua được hai con cá này. Thấy lạ không? Cá này cái gì vậy hai? Đúng rồi, theo qua suy nghĩ nó là cá gì? Nhìn nó lạ quá. Không, nhìn nó quen quen nhưng mà nhìn mà quá không biết cá này. Quen quen lạ lạ phải không? Con cá này đố qua là ở nước biển hay nước ngọt? Biển nha. Nói chung là người ta nói là ở nước lợ lợ á. Thì con cá này Khánh thấy lạ quá. Tại vì ở bên chợ gần nhà Khánh á, không khi nào người ta lấy cá này về bán hết á. Cho nên là không có biết con cá gì. Thì đi qua chợ thì thấy người ta bán á. Rồi cái là mình hỏi, mình thấy lạ, mình hỏi thì người ta nói là cá chim trắng. Phải không? Giống cá chim phải không? Nhưng mà nhìn nó cũng lạ hơn cá chim, giống giống cái tướng thì nó giống. Cá chim thì nó có hai loại, chim trắng và chim đen. Này là chim trắng mà, tại nó có cái màu trắng. Nhìn cái mặt nó dễ thương dữ lắm, nó cục ngắn như chó mặt cục vậy. Thấy không, qua thấy không? Giờ Khánh mần cái con cá chim này. Nghe nói là con cá chiên này nè, mình nướng với bạc á, nó cũng ngon lắm. Nên bữa nay Khánh sẽ nướng với bạc, ăn thử lên gần sau. Chừa cái đuôi lại đi. Dễ sách. Mẹ ơi, cá chiên mình có mẫu bụng không mẹ? Con cá chiên này mình có mẫu bụng không? Hồi nào tới giờ chưa có ăn lần nào hết cho nên là không biết mình có mẫu bụng hay là như thế nào. Giờ Khánh mổ bụng, Khánh mần nó luôn, cắt mang luôn. Cá này thì nghe nói là kho, mình kho lạc á, kho cà ăn cũng ngon lắm. Mà thôi bữa nay Khánh mua rau về Khánh nướng cho mẹ ăn. Chứ mẹ hồi nào tới giờ chắc mẹ cũng có chưa ăn cá này lần nào luôn quá. Tại vì Khánh không thấy mẹ mua cho ăn là chắc mẹ cũng chưa ăn. Mẹ ăn cá chim trắng lần nào chưa mẹ? Mẹ quên. Mẹ chưa ăn lần nào quá. Nè con này mình gì rồi sao mẹ? Móc mang đó hả? Móc mang, mổ bụng. Mổ bụng giống như cá biển vậy hả? Cái này cái chim biển chứ không phải cái chim sông. Nước mặn. Cái này chim nước mặn hả? Ừ. Hôm nay con làm một cái món cá nướng vậy nè. Khánh môi tim môi tim, môi phèo, môi phổi ra hết rồi. Giờ Khánh chà muối, đặc biệt là chà cái tông bụng của con cá nè. Mình lấy hết những cái gì mà nó bị nhị, không biết mỡ hay là gan ruột gì còn dính hay hơi lại, mình móc hết ra luôn rồi mình chà muối vậy nè, là mình ăn con cá nó rất là sạch và nó không có bị tanh nữa đó. Rồi mình chà muối tâm rồi mình chà muối luôn ngoài, rồi bắt đầu mới đem đi ướp. Hai con còn đuôi, con cục đuôi. Con này là hồi sáng Khánh mua cái chị bán cá, chị cân xong cái là chị cắt cái bụp chị mần cho Khánh luôn. Cái Khánh nói thôi để em về em mần, cái là con này lỡ bị mất đuôi. Ướp vô đi bà. Cái này là trong đây có tỏi với củ hành tím nè. Dầu điều với lại nêm nếm cũng vừa ăn ở trong đây rồi. Vậy Khánh ướp con cá, ướp rồi cái miếng nữa mà miếng nữa vậy chút xíu rồi, chút xíu ở đây đi ít thôi. Rồi ướp cho con cá nó cho 15-20 phút cho nó thấm cái đi, cái Khánh gói với bạc á, Khánh nướng nó cho nó ngon thơm quá chừng luôn á. Cá này là Khánh biết bụng cách mần rồi. Khánh mần, Khánh rửa muối trong bụng, Khánh lấy ra sạch sẽ luôn. Vậy là nó hết tanh, cá nó hết tanh. Cá biển nếu mà mình không biết mần thì nó sẽ tanh nhiều lắm. Lần đầu tiên mà biết mần cá chim trắng này luôn á.
hồi nào tới giờ đâu có ăn đâu biết mình. Tại vì lại con cá thì nó dẹp dẹp, nó khác mấy con cá ngừ rồi kia nữa. Hồi nãy hay có đem cái đủ rồi, sao hai mận con hay chờ đưa con hay cắt đuôi. Tại cái con này là ba mận cắt cái đuôi, con này là hai mận hay để đuôi. Rồi qua lấy giấy bạc đi, chút xíu nữa chuẩn bị giấy bạc cái hồi hay bỏ vô giấy bạc mình gói lại mình nướng. Rồi qua đốt nó dừa lên đi. Không được đi vô dưới bếp đó, thì đó. Cá này chắc nướng thì nó cũng nhanh chín cho nên là đốt như đây được. Bắt đủ rồi. Cá đó chắc trên biển thế này. Biển thịt nó ngon hơn cái gì, ngon hơn cái gì luôn vậy. Úp nhẹ nhẹ vô để nó sập. Giờ Thánh cho cá vô gói vô giấy bạc. Phụ hai đi qua. Không phụ hai đi qua. Cái cái dao để cá lên trước. Cá lên nặng mình mới biết đường mình gói. Đó. Thấy chưa? Cá này gió dễ quá à. Dẹp lép à. Rồi tiền cắt cắt ngang hai bên. Ít vậy? Ủa sao lép còn lép vậy? Chưa? Cái như gì cục kẹo ạ.
dẫn chị ngồi, cứ ngồi. Đây đưa hai con này nó qua. Cá chiên nướng với bạc. Xíu nữa thì cái thánh tỏi nó sao, nó đang sôi mình nghe nó kêu rắc 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 cả tâm luôn. Cái giấy bạc này nó dai mà nó dẻo lắm, nướng thì cái nước nó cũng không có tàn ra ngoài nữa. Cũng đi ngủ luôn. Vậy chứ mình nướng có cái lớp giấy bạc gì mình không có sợ thét, dễ nướng lắm. Còn nếu mà mình nướng không không có giấy bạc, mình phải trở tới trở lui liên tục thì mình canh chừng lửa này kia kia nọ đó, với sợ có chỗ chín chỗ không, mình quấn giấy bạc vậy dễ nướng dữ lắm, dễ luôn. Ứng gì hả? Gao á, hay để sẵn. Tay khóm nha, Khánh mua tay khóm nhỏ à. Nhưng mà vừa đủ ăn thôi chứ. Cái phần nữa cái mình ăn sống, còn phần nữa thì mình làm với cái nước chấm này nè, mắm nêm. Ai phá nhà nghe đụng đụng ta, có nghe không? Ai phá nhà hả? Chú coi sắt dưa leo con giống vậy luôn nha. Mắm nêm thì mình phải có khóm mới ngon.
Hai lá xoài này nữa đúng không? Ừ, quá vậy thôi. Chung qua cắt xong rồi á hả? Là gỗ gao, chung qua đã cắt rồi. Đã nếm thử coi vừa ăn chưa. Còn hâm thì Khánh để vô một chút xíu đường nữa là được rồi. Rồi hơi mặn. Mấy chai mắm nêm người ta nêm á, là vừa ăn, mình chỉ cần để khóm vô là ăn được rồi. Còn mấy chai á, nó bị mặn, như cái chai này là Khánh bị mặn nè. Nãy giờ Khánh để vô là 3 muỗng đường á. Mình đã nếm lại cái mặn ngọt vừa đủ ăn chưa. Thơm quá chừng luôn. Con tùm. Là cây cây đó là con tùm á. Có phải đâu? Phải. Sao không biết chỗ này có? Tại vì mới tái thấy mà. Cây cây là con tùm, tái vô con tùm lên nó ten vậy. Ghê quá hả? Ui, dít đất. Tái lên đó rồi dít vậy hả? Đúng rồi. Ừ, ghê. Cái gì? Mẹ nói gì? Ghê á. Nói gì? Mẹ nói ghê. Mẹ kìm thử đi. Không có đâu. Con tùm nó không có đây con. Có. Tùng ở ngoài đất đó, cát nó không có. Ở ngoài đất kìa. Không, ở đây. Mày kiếm tùng làm gì con? Để con cá. Để nó cái sẵn bự bự. Trời ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, để mẹ kiếm cho. Cái này có nè. Đây. Nè, con biết này là gì, ngồi xuống mày chỉ cho. Cái này nè, biết gì không? Đừng gần nha. Cái này là cất trùng. Cất trùng hả? Ừ, chỗ này có cái này thì mới có trùng. Thôi vậy mày đào nha. Mẹ chỉ cho nè. Bên nha. Bên nè, đất. Nè nè. Nè mẹ mới phát hiện tùm nữa rồi. Đâu? Từ từ để mẹ kiếm nha. Ừ. Cái tùm mới có tùm nha con. À. Nè 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 Khánh Vy. Wow, bà phải gì lấy. Cái đó ghê lắm đi lấy cái miệng dùa để vô. Kiếm cái miệng dùa đàng hoàng được cái ly để uống nước, đừng có lấy con tùm bỏ vô ly ghê tanh. Đi kiếm cái xin bà ngoại cái miệng dùa đi rồi mẹ ơi. Mẹ bỏ vô cho. Ngoài. Không, cái miệng vô được. Không có lấy cái thao được, dơ lắm. Ờ, ơi, được con tùng nữa này Khánh Vy ơi, hai con luôn. Ờ, đi lấy miệng vô đây rồi, lên đây mẹ cho con tùng. Đây nè, đây nè, cây con cái mẹ. Đây nè, đây con cái nè. Đây nè, cái này mày chỉ cho, cái này mày chỉ cho lấy nè. Kìa bà ngoại cho nè, lên đây. Nè, mẹ có được con nữa nè, Khánh Vy ơi. Ơi. Bắt đi nè. Nè, cái vừa này bị lủng rồi. Lủng rồi để bên hông. Hồi nó bò ra làm sao? Lủng rồi ra rồi. Bỏ vô cái ly dơ cái ly.
Cá hồi nãy giờ nó chín rồi đó. Giờ Khánh lấy nó ra. Mở nó ra coi coi sao rồi. Chút đi mình tỉnh mở luôn. Nóng hổi à. Mở nó ra nhanh qua. Thôi hay đừng mở. Đối qua chứ ở tâm mới gần sao. Ở tâm nó có một cái chín. Mở vô cái xong. Ôi. Thôi nè, hấp dẫn như chưa. Wow. Dễ sợ. Nó chín gì mới ngon nè. Nó bốc khói luôn nè. Ngon quá à, nó chảy mỡ ra luôn nữa nè chứ. Ha. Hấp dẫn quá. Thơm phức luôn á. Giờ lấy cái dĩa nữa đi qua. Lấy cái dĩa mình để xuống đây. Để cho bạn luôn. Để xuống bạn đi nha. Đó. Chị lủng đó rồi bạn. Đó, một con. Rồi bây giờ con thứ hai luôn đi. Ra làm sao cái mở luôn con thứ hai nè. Quên lấy nước tương con ăn nữa chứ. Thôi đi lấy nước tương đi. Mẹ vô mẹ. Vô ăn nè. Lần đầu tiên wow hấp dẫn quá mẹ coi nè mẹ. Cá này thịt thơm với một cá hấp ba thơm ha. Ôi con chảy mở luôn nè rồi để nó mình cho hai con hai chị em song sinh đó. Rồi Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cá. Cá nướng. Mẹ không ăn mắm hả? Mẹ ăn nước tương hả? Mẹ ăn mắm mà chút mẹ. Xin mời cả nhà ăn cá nướng. Tiền thì đi làm giấy tờ công chuyện cho mẹ rồi. Để mất nữa. Cho nên là giờ ở nhà thì có mấy chị em với mẹ thôi. Rồi Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cá nướng cuốn với bánh tráng với bún với gạo thấm. Xin mời ông bà cô bác. Ủa mẹ không cuốn nữa nè. Con xin ông bà cô chú. Để con cuốn cho. Nè. Mẹ không cuốn. Nè bác có nè. Mẹ không cuốn. Mẹ ăn gì nhanh thôi. Mình mới không có đi đâu về tại vì mình mới đang điểm đóng phim cho nên là mình chưa có bôi. Ủa mà con cũng không cuốn đi cho nhanh. Chị Thanh cũng không cuốn đâu. Ăn cá này ăn cái gì mà bồi biển nè, cái này ăn cái thịt nó thơm lắm. Đây, cái thịt đó nè không biết là có ngon hay không. Để thử thử mới biết. Mẹ để Khánh lấy cho mẹ Thanh thức nè. Đó, đây nè. Nó không có xương ngược. Con cá chim nước ngọt, cá chim đen của mình á là có xương ngược nhiều lắm. Mà cá này chắc không có xương ngược hả mẹ? Không xương ngược mà cô chú. À, ba. Cá này, cái thịt nó thơm cũng như cá cá này còn nóng hổi luôn á. Nó thơm á. Xin mời cả nhà. Mình chan mắm thêm à. Cái son này nó ra màu quá con. Con cá này ngon quá. Con cá này theo có mình mua gì mình có cà rồi ăn ngon lắm nè. Cà cũng được nữa nè.
bữa nay là Khánh sáng Khánh đi thành phố Khánh Tây sớm đi công chuyện, Khánh đi làm giấy tờ, rồi Khánh ghé qua chợ Phường 7. Là cái chợ Phường 7 là hồi nào tới giờ là Khánh chưa bao giờ Khánh đi chợ Phường 7 lần nào luôn, thì tại vì gần đó cho nên tắt qua thì đi nhầm coi thử người ta có bán gì lạ lạ không, mua về ăn. Cái không thấy chợ bán gì hết, gửi xe đi vòng thấy người ta bán bình thường như chợ của mình vậy. Mình thấy có con cá này lạ lạ cho nên làm mua về ăn thử cho biết. Chết rồi, mẹ ơi, nhầm ớt cay quá. Ăn cứ dùm ớt ngon lắm. Hồi nãy là phải phần lưng, còn bây giờ tới phần bụng của nó. Phần bụng thuốc béo thôi nha. Khánh dứt nguyên tảng. Cái này dứt nguyên tảng luôn. Cái xương nó có một cái xương lớn mà mình ăn mình dễ ăn. Ngon. Qua ăn nữa đi qua, vô. À, thịt nè. Thử cái này. Không phải đó hả? Không phải. Ý là có thì tới khớp ngọt mà. Ngon quá. Không một ngày. Này Khánh sẽ ăn cái phần da của con cá. Ừ, ăn ngon. Da ngon hả? Anh đang ăn ngon. Cái da á. Thôi nhiều quá. Ừ, da ngon. Ăn đợi. Cái da ngon. Cái da lạ quá. Cô chú anh chị nhớ vô kênh Ngọc Dung TV để xem những cái video mà mình với lại mấy cái em đóng phim nha các bạn. Đóng những cái cảnh đời thường mà đem vô phim á. Những cảnh tiếu lâm. Những ở ngoài có gì là đem lên y như vậy á. Nhưng mà cũng có chế nha, có nhiều cảnh tiếu lắm. Ôi công nhận là thịt con cá này mình ăn không sao. Ngon, thơm ngon. Béo nữa. Béo, thơm ngon, ngọt ha. Rồi quay. Chấm chung với anh Dung. Con cá này thịt không, mình nó không có xương nhỏ. Để hai tỏi con cá lại cho. Đây, giờ Khánh ăn hết bên này, giờ tở con cá lại. Ăn cái đầu không? Cái đầu ngon nè. Ôi. Lấy lên nguyên cái xương luôn. Bộ xương luôn. Ê, thịt không. Cái đầu mềm lắm hết. Ăn đầu. Cái xương sườn nó cũng lấy lên được. Con sang cái đầu. Đây, đây là cái xương sườn nó béo quá. Cái này ngon hơn cái cam á. Ngon không? Ngon hơn cái cam. Khánh mua được cá tươi nữa chứ, cho nên ăn nó thấy nó ngon. Cá này ăn ngon hơn cá sa ba nữa nè. Ngon hơn. Cá sa ba là cá nào? Ai cái phần thịt của nó nè. Thì cá sa ba giống như cái bọc má vậy, không phải cái bọc má. Nó không có xương. Đây là cái phần bụng. Ăn hay lấy phần này hay cho mẹ này nha. Nó có cái da kìa qua mẹ. Đây cho mẹ nè. Qua ăn nữa qua. Nhiều lắm à. Còn con nữa kìa. Có da nữa nè. Ăn dai. Cái này có da nè. Cái đầu để hồi cạp sao. Ngon quá. Ăn cá này ngon thiệt. Ngon ha. Lần đầu tiên ăn luôn á mà ăn thử cho biết thôi. Thằng kia ở ngoài vậy hàng nó. Ủa nó đâu vậy? Nó đâu gì? Chạy lên trước rồi. Quy á. Chạy lên tới rồi. Chạy lên coi thế à. Mai mốt mình biết con cá này ngon á, mình có ăn, mình kiếm con cá này nè, mình ăn nó ngon dục. Ví dụ như khách, nhà có khách hay gì á, mình để con cá này nè, mình làm nó nhanh dữ đó. Nhà hàng bán cá này cỡ 400 mấy, 450 ký thôi. Dữ hả? Có chim trắng rồi phải không? Ừ, đúng rồi. Khánh bữa, mình... bữa đi nhà hàng ở ngoài Đà Nẵng á, 450 ký. Dữ vậy hả? Hồi nãy con mua con cá này mới biết nhiêu ký không? Ừ. Có 150 ký à. Mà hai con này có 128 ngàn. Tại vô nhà hàng
cái chim này có chim biển không? Vô nhà hàng hôm qua Dung có không gần không gần cái chim, con chỉ biết cái chim trắng cái chim đen thôi chứ không biết cái này nó ở đâu. Ở biển, rất là ở biển. Nó thì chứ hàng chim mắc là phải rồi. Bởi vì con nói gì? Vô con vô nhà hàng con thấy gì cái chim trắng mà 4.5 chém giờ thôi chứ. Cái chim trắng mình nuôi cái thịt ăn ngon. Ừ. Thịt nó ăn nó khô chứ. Thịt ăn hồ hồng nó không ăn béo như con này. Con này béo ngon hơn. Cái chim trắng biển. Chắc vậy quá. Cái chim trắng biển, cái chim sông sông biển. Cái chim trắng sông, cái chim đen sông. Ngon quá. Ví dụ Bình Đại Ba Tri chắc có con này nữa hay nước ngọt chứ Bình Đại Ba Tri nước mặn đúng rồi ngay chỗ cửa biển rồi mà có bữa nay á, về nướng hai con cá chim cho ở nhà ăn á là thấy ngon dữ lắm, ngon luôn. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều, nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like chia sẻ như là cả hết quảng cáo đều ủng hộ cho nhiều đồng quê nha. Bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.